Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Galay TV. Như các bạn cũng nhìn thấy dưới tiêu đề thì trong video ngày hôm nay, Gà sẽ một lần nữa là một haul mỹ phẩm mà Gà đã có thể tậu được trong mùa Black Friday vừa rồi. Chung là nó dậy đó mọi người. Trước Black Friday thì Gà nghĩ là Gà sẽ không mua gì hết, tại Gà thấy là Gà cũng hòm đủ đồ để xài rồi. Tuy nhiên là bởi vì họ sale rất là nhiều chương trình khuyến mãi, chương trình tích điểm này nọ, xong rồi Gà không có kiềm chế được bản thân á, nên là Gà đã những cái đống trước mặt Gà bây giờ thì Gà đã thấy là Gà đã tiêu khá là nhiều tiền cho cái haul mỹ phẩm lần này đó. Thì chủ yếu là cũng là đồ skincare này nọ thôi mọi người, chỉ có một vài món mỹ phẩm makeup thôi. Thật ra là không có phải vài món nữa, chỉ có một món là đồ makeup thôi, còn lại đồ skincare hết. Thì đó, bây giờ Gà sẽ rất là nôn nóng muốn khoe với các bạn là Gà đã mua được những gì nha. Thì đầu tiên Gà sẽ nói đến ba sản phẩm này trước. Ba sản phẩm này thì Gà đều mua ở Sammy Shop này mọi người. Đây, Sammy Shop là một cái hệ thống cửa hàng phân phối mỹ phẩm rất là nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Và trước giờ thì cũng mua đồ của Sammy Shop rất là nhiều nên Gà cũng rất là tin tưởng luôn. Và trong cái haul lần này á thì Gà đã mua được ba em này. Bây giờ thì Gà sẽ lần lượt nói về từng em cho mọi người rõ hơn là Gà mua được những gì nha. Thì sản phẩm đầu tiên mà Gà mua được ở Sammy Shop á là Madagascar Centella Soothing Cream. Thì cái hãng Madagascar này nó đã rất là nổi tiếng một cái sản phẩm, đó chính là cái sản phẩm mà serum rau má á, và Gà sử dụng rất là nhiều, và Gà cũng đã giới thiệu trong hầu hết tất cả các video mà kiểu chị mụn chị thâm đồ này nọ của Gà rồi. Gà xài cái em Madagascar này chắc phải từ cái thời mà năm 2016, 2015 gì luôn đó mọi người. Gà vẫn xuyên suốt xài tới giờ luôn. Mỗi khi mà da Gà bị mụn, bị breakout, bị mà kiểu giống như là stress xong rồi da bị sần sùi á, thì Gà vẫn tin dùng cái em serum đó. Và trong video ngày hôm nay á thì Gà có mua thêm một sản phẩm của Madagascar nữa, thì chính là cái em Soothing Cream này. Đây là cái thiết kế bên trong của em đó này mọi người. Em này thì có dung tích là 75ml và nó được đựng trong một cái hộp tuyết kiểu như vậy nè. Gà rất là thích những cái kem dưỡng ẩm mà nó đặt trong cái dạng tuyết như vậy, thì nó thì Gà cảm thấy là nó thân thiện với cái việc mà mang đi du lịch này nọ hơn là ví dụ như mấy cái dạng hũ, mấy cái dạng hũ sắt, hũ đá rồi này nọ đó, thì lâu lâu nó sẽ cảm giác là nó hơi nặng nề một xíu. Còn những cái em thiết kế và packaging như thế này, trong cái dạng tuyết như thế này, thì Gà cảm thấy rất là vệ sinh, đồng thời thì nó cũng rất là tiện để mình có thể mang đi du lịch á. Ví dụ như là lúc mà mình sử dụng thì mình chỉ cần bóp ra một xíu xong mình lấy xong mình bôi bôi lên mặt thì nó cũng sẽ vệ sinh hơn so với việc là bỏ kem trong hũ rồi mình sẽ phải nhúc nhúc kem lên đó mọi người. Thì thấy cái đó thì cũng lâu lâu hơi mất vệ sinh một xíu đúng không. Thì cái texture của em này á, căn bản là nó là một cái dạng gel, nhưng nó không phải là dạng gel trong mà nó hơi đục một xíu đây. Và lúc mà thoa ra này mọi người thì các bạn có thể thấy là nó cung cấp một cái độ ẩm cho da cực kỳ tốt luôn và bôi lên cực kỳ mát, đúng với cái tên của nó là Soothing Cream. Nó sẽ làm cho da mình mềm ra, đồng thời thì giúp hạ nhiệt cho da nữa. Về thành phần thì Gà đọc thì Gà thấy là em này có chiết xuất tới 72% thành phần là rau má rồi. Ngoài ra thì họ còn có thêm 4 loại ceramide nữa, có nguồn gốc cũng từ thực vật luôn, để giúp làm dịu làn da mụn nè, kích ấn nè, giúp tăng cường hàng rào bảo vệ da, dưỡng ẩm cho da. Ngoài ra như lúc bạn Gà nói đó thì nó còn có cái tác dụng là hạ nhiệt cho da nữa mọi người. Vừa mới bôi lên đó là mình cảm thấy là da của mình mát, mát lắm luôn ấy, kiểu nó rất là mát. Đây, vừa mát mà vừa kiểu bóng bóng căng căng nhưng mà nó không có bị rít, bị nhờn á mọi người. Đây là một cái sản phẩm rất là thích hợp đối với những cái bạn nào mà có da hơi dầu một xíu. Da khô thì Gà nghĩ là nó vẫn có thể có khả năng dưỡng ẩm được. Tuy nhiên cái kết cấu mà khô nhanh trên da, thấm hết vào da như thế này thì Gà nghĩ là sẽ hợp cho những bạn hỗn hợp thiên dầu cho tới da dầu, và sống ở những cái vùng ví dụ như thành phố Hồ Chí Minh rất là nóng. Lúc nãy thì Gà cũng có dưỡng ẩm bằng em này, thì Gà thấy là lúc mà dưỡng ẩm lên và lúc mà đánh makeup lên thì nó làm cho lớp makeup Gà rất là ăn, và nó sẽ làm cho da Gà cảm giác rất là mướt nữa. Như mọi người có thể thấy hiện tại nè, Gà dưỡng em này trước xong Gà đánh nền lên thì lớp nền rất là đẹp ha. Và nãy giờ Gà đang ngồi dưới gọi là cửa sổ trực tiếp, ánh nắng chiếu thẳng vô mặt, gọi là thời tiết ở ngoài chắc cũng 32 độ ở thành phố Hồ Chí Minh á, nhưng mà Gà không có cảm thấy là da Gà đang bị chảy ra gì hết. Tức là em này vừa dưỡng ẩm tốt, vừa có khả năng kiềm dầu, đồng thời thì nó cũng thấm rất là sâu và thấm rất là nhanh ở trên da. Nên là bạn nào mà cũng da kiểu tuyết hỗn hợp thiên dầu giống Gà á thì có thể tham khảo ha. Em này có giá là 325k cho 75ml, thì Gà cảm thấy giá này cũng rất là hợp với học sinh sinh viên. Thì Gà sẽ để cái giá ở đây nha, xong rồi Gà sẽ nhờ anh editor là cộng tổng lại để xem là cái haul hôm nay thì Gà mua hết bao nhiêu. Gà nghĩ là cũng tầm gần 20 triệu á. Thì đó, món đầu tiên khởi đầu với giá là 325k. Rồi, tiếp theo là một sản phẩm đến từ nhà Nywishes. Thì tên đầy đủ của em này á là Amazing Pie and Peel Serum. Thì nếu mà bạn nào có xem một cái video mà Gà video đó tên gì ta, video mà cách ly ở nhà thì làm gì á, suốt cái khoảng thời gian mà quarantine xong ở nhà dưỡng da đồ này nọ, thì Gà chủ yếu là sử dụng sản phẩm của Nywishes, nên đây là một cái sản phẩm Gà mua lại. Cái em and peel này của Nywishes họ có rất là nhiều dòng, nhưng mà trong video ngày hôm nay thì Gà mua hai loại. Và cái loại đầu tiên đây
thì đây là loại Pi Clear Recovery. Trong xuyên suốt 4 tuần Gà sử dụng em này á, thì Gà cảm thấy là cái lỗ chân lông trên mặt Gà có cảm giác là nó được sang bằng hơn, và cảm giác là nó không có bị viêm lỗ chân lông nhiều quá. Ví dụ như là bình thường á, khi mà các bạn có những cái mụn lỗ chân lông đúng không, thì nếu mà các bạn nặng nó hay là các bạn đi bụi bẩn ngoài đường nhiều quá thì nó rất là có khả năng là kiểu nó sưng lên thành mấy cục mụn màu trắng trắng á. Nhưng mà xuyên suốt cái quá trình mà Gà sử dụng kem này á, thì những cái vấn đề mà về mụn lỗ chân lông hay là về lỗ chân lông Gà thì được cải thiện hết, thì Gà rất là thích. Đó là do tại sao mà sau khi Gà sử dụng em này hết thì Gà đã mua lại. Bây giờ thì Gà sẽ đọc kỹ cho các bạn về thành phần của em này ha. Em này thì có dung tích là 25ml. Em này thì 65% là chiết xuất từ lá thông, có khả năng rất là tốt trong việc kháng khuẩn nè, làm sạch thải độc tố cho da, giảm bã nhờn và tình trạng quý tắc lỗ chân lông. Nên là nếu bạn nào á mà ví dụ như là bị mụn với lại là bị lỗ chân lông to thì mình nên tham khảo cái dòng này của Night Wishes nha. Một cái em này 25ml Gà mua với giá là 285.000, và Gà nhớ là Gà sử dụng cũng rất là lâu, cũng hơn 3 tháng nó mới hết, và Gà sử dụng sáng tối luôn á, nên Gà thấy là cũng giá rất là học sinh sinh viên nè. Ngoài ra thì nó còn có tác dụng là cải thiện bề mặt và kết cấu của da. Tiếp theo thì nó còn có một thành phần nữa là Hupura THA, là một thành phần được cấp bằng sáng chế bao gồm chiết xuất các thực vật khác nhau giúp tăng cường độ ẩm cho da. Có một thành phần đặc biệt khác rất là Việt Nam, đó chính là chiết xuất ngải cứu, thì nó sẽ giúp kháng khuẩn, giảm viêm, giảm kích ứng da. Công nghệ mà được sử dụng trong em này á các bạn chính là công nghệ nano tác động sâu nha, giúp cuốn sạch bụi bẩn nè, thanh lọc lỗ chân lông và thúc đẩy da tự tái tạo luôn. Đọc tất cả những cái công dụng và thành phần nãy giờ thì các bạn cũng biết là cái em Ampio này nè, cái đối tượng hướng đến của nó sẽ là những cái bạn đầu tiên là sống trong cái môi trường mà hơi ô nhiễm một xí, da dễ bị tác động bởi gọi là ánh sáng mặt trời, xong rồi khói bụi đồ này nọ đó, mà khiến cho lỗ chân lông dễ bị bít tắc, dễ bị viêm á. Thì sử dụng em này nó sẽ giúp cho da mình bình ổn rất là tốt, đồng thời thì nó cũng cung cấp một cái độ ẩm cực kỳ là ok cho da nữa mọi người. Đây, cái chất của cái em Ampio này á thì nó không có lỏng quá. Đây, như các bạn có thể thấy thì nó không có lỏng quá, và lúc mà bôi ra nè thì nó cũng cho một cái độ ẩm này, một cái độ ẩm, và đồng thời nó cũng rất là mát luôn, thấm cũng cực kỳ nhanh nữa. Nên là cái em Ampio này các bạn hoàn toàn có thể kết hợp tới từ 2 tới 3 loại với nhau. Ví dụ á, như là nhu cầu của Gà là làm giảm sưng, giảm viêm mụn, đồng thời là giúp gọi là kiểu tái tạo bề mặt da nhiều để cho cái lỗ chân lông của mình nhìn nó không có bị to, thì Gà sẽ chọn cái em này. Và đồng thời thì Gà cũng chọn thêm một em nữa, đó chính là Whitening Discoloration. Đây, bây giờ thì Gà sẽ bỏ qua em này tạm thời để Gà nói về em này nha. Và bình thường thì xuyên suốt cái quá trình thì Gà luôn kết hợp sử dụng hai cái em này nè mọi người. Một cái em thì có tác dụng kháng khuẩn, một em thì có tác dụng làm trắng với lại là làm đều sắc tố da. Gà cảm thấy hai em này kết hợp với nhau rất là thích luôn. Nếu là bạn nào có những vấn đề nào khác nữa thì các bạn có thể tham khảo thêm những dòng khác của em Ampio này, sau rồi mình kết hợp chung với nhau thôi. Mấy cái em này cùng một hãng á, nên là cái việc mà mình kết hợp chung với nhau á, mình không có sợ là nó bị kích ứng gì cho da mình đâu. Chủ yếu là mình lắng nghe làn da của mình, xong mình tìm hiểu xem là da của mình đang có nhu cầu gì để mình khắc phục những cái vấn đề đó cho da của mình thôi. Ok, và tiếp theo và tên đầy đủ của cái em này đó các bạn thì đó chính là Night Wishes Miracle White Ampio Serum, cũng 25ml luôn. Thì em này Gà đã có một chai đây, Gà sẽ cho các bạn xem luôn, đó là thể hiện cái độ thích của Gà với em này. Đây là hôm trước là có một chai này, sử dụng từ cái hồi quarantine tới giờ mấy tháng rồi mà nó vẫn chưa hết nè. Tại cái em này Gà chỉ bôi buổi tối thôi, em kia thì Gà bôi sáng tối, còn cái em mà dưỡng trắng này thì Gà chỉ bôi buổi tối thôi, nên nó lâu hết hơn nữa. Đây, vẫn còn một chai luôn á mọi người, nhưng Gà vẫn mua thêm một chai nữa, là các bạn biết là Gà thích như thế nào luôn rồi đó. Thì em này sẽ có 73.000mg nước cám gạo tự nhiên, trong này thì có chứa rất là nhiều hoạt chất vitamin B, B5, B6 nè, giúp tái tạo tế bào, làm sáng da, và đồng thời là có khả năng dưỡng ẩm siêu tuyệt vời luôn. Khi mà em này apply lên da là trải nghiệm riêng của Gà thôi nha, thì Gà cảm thấy da của mình giống như ngậm nước vậy á. Nếu mà các bạn mà bây giờ thì Gà trang điểm rồi nên Gà sẽ không demo được lên da cho các bạn. Tuy nhiên là các bạn có thể vòng ngược lại xem cái video mà Gà sử dụng thử em này lên mặt á, thì các bạn sẽ thấy là sau khi bôi xong á hả, da cái khúc bên này nè nó bóng mà nó căng mà nó mượt lắm luôn á. Đồng thời thì trong này còn có những cái thành phần ví dụ như là glutathione nè, niacinamide với lại là allantoin, thì có tác dụng là đánh bật hắc tố, làm giảm số lượng và cường độ đốm đen trên da, mang lại một làn da mềm mại, đủ ẩm, trắng sáng từ bên trong luôn nha mọi người. Nãy giờ Gà đọc á thì các bạn cũng sẽ hình dung được á là cái em này thì nó sẽ có tác dụng chính trong cái việc là giảm hắc tố ở trên da, giảm sự hình thành melanin, đồng thời thì nó sẽ giúp cho da của mình xuyên suốt trong quá trình sử dụng á thì nó sẽ đều màu hơn. Bình thường á thì chắc chắn là Gà sẽ kết hợp cái em này
chung với lại là cái em vô lúc nãy rồi. Một em thì có tác dụng là thanh lọc lỗ chân lông của mình, còn một em thì nó sẽ có tác dụng là làm sáng. Hai em này kết hợp với nhau rất tốt luôn và nó giữ cho da cũng là bình ổn trong xuyên suốt một thời gian cực kỳ dài. Rồi ok, sản phẩm tiếp theo mà Gà có trong video ngày hôm nay á, thì cái sản phẩm này Gà không còn box nữa mà Gà đã gọi là vứt box đi rồi, xin lỗi mọi người. Thì em này tên đầy đủ của nó là Tatcha Ailes Enriching Renewal Cream. Thì nghe cái tên của nó thì các bạn cũng có thể gọi là hình dung được cái tác dụng của em này rồi. Đầu tiên thì Gà sẽ nói sơ qua về Tatcha ha. Thì Tatcha là một cái thương hiệu Nhật Bản cực kỳ là nổi tiếng trong cái việc mà sản xuất ra những cái sản phẩm lành tính cho da, dịu nhẹ, đồng thời thì có tác dụng là ngăn ngừa lão hóa cho da rất là tốt. Thì có một cái sản phẩm của Tatcha nữa thì cũng rất là thích, đó chính là em Tatcha The Silk Canvas này. Đây là một cái em kem lót mà nếu mà bạn nào đang tìm một cái loại kem lót mà kiểu base nó cũng hơi giống cái kiểu kem vitamin E của Bobbi Brown á, cái dạng đó mà nó kiểu nó có tác dụng vừa sang phẳng bề mặt của da mà nó vừa có tác dụng là kiềm dầu, đồng thời thì nó còn dưỡng ẩm cho da nữa, một cái lớp kiểu như vậy á. Thì các bạn nhất định phải tham khảo cái em này của Tatcha nha. Cái em Tatcha The Silk Canvas cực kỳ là thích luôn. Cái em này thì dung tích của nó là bao nhiêu ta, 55ml, và cả mua em này với giá là 3.850.000 ở trên Shopee. Thì đó, các bạn có thể thấy là cái kiểu skincare của Gà là Gà vừa sử dụng cả những sản phẩm Hàn Quốc giá rất là phải chăng, nhưng mà tuy nhiên đồng thời ví dụ như là trong những cái ngày mà Gà rất là mệt mỏi cần phải dưỡng mà chuyên sâu hơn một xíu, cảm giác là với lại da của Gà cũng đang trong thời kỳ lão hóa rồi á, thì Gà cũng muốn đầu tư thêm cho những cái loại kem như thế này, những cái loại kem mà nó có tác dụng là chống lão hóa, đồng thời thì nó cũng có tác dụng là nuôi dưỡng sâu cho da, thì Gà sẽ chọn cái em này của Tatcha. Đây, các bạn có thấy packaging thực sự rất là đẹp không? Đẹp lắm, đẹp cực kỳ, đẹp mê ly. Và cái texture của em này á thì nó rất là dày. Nếu mà bạn nào mà thích kem mỏng mỏng á thì các bạn sẽ không thích em này đâu. Tại vì em này lúc mà đắp lên nè, như các bạn có thể thấy, đây, nó cực kỳ dày đúng không mọi người? Nó cực kỳ dày và nó giữ ẩm rất là tốt. Có thể là nó sẽ không hợp với những cái bạn nào mà sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên là ví dụ như sắp tới có một khoảng thời gian sẽ chuyển về Đà Lạt, đồng thời thì sau này cũng định sống ở những nơi nó hơi lạnh một xíu đó, thì cái em này sẽ rất là thích hợp cho Gà luôn. Đồng thời thì đó, như Gà nói rồi, Gà cũng có nhu cầu muốn chống lão hóa cho da nữa, nên là em này rất là thích hợp. Rồi, cái sản phẩm tiếp theo mà Gà có trong video ngày hôm nay á, thì đây chính là một cái em serum Estee Lauder. Đây là em Estee Lauder Advanced Night Repair Serum. Thì em này á, phải nói là nó kinh điển á các bạn, nó kinh điển tới mức mà không còn kinh điển nữa. Thì cái size mà Gà mua á, ở đây là size 75ml, và cái chai này thì Gà mua ở trong Takashimaya, Gà mua giá là 4.3 triệu. Đó, căn bản là một cái chai serum rất là đắt luôn, cực kỳ đắt. Không biết là nó có đáng đồng tiền bát gạo không, tại hồi trước là đã từng sử dụng cái em serum này của Estee Lauder rồi. Tuy nhiên là hồi đó Gà xài tầm 2 tháng thì phải, Gà xài một cái size mini á, xài tầm 2 tháng Gà không thấy tác dụng hết trơn. Nhưng mà ai xài cái này cũng khen, nên là Gà nghĩ là cái đợt đó thì da của Gà cũng còn trẻ còn nhỏ, nên là Gà không có thấy được cái tác dụng gọi là chuyên sâu của nó. Tuy nhiên là bây giờ Gà đã già rồi, rất là già rồi, da lão hóa rồi này nọ rồi, thì Gà nghĩ là đây là cái thời điểm thích hợp để Gà có thể gọi là thử em này lại một lần nữa. Thì đó, 4.3 triệu cho em này. Và Gà thì chưa có cái nhiều cái trải nghiệm với em này lắm, nên là Gà phải sử dụng thời gian, thì sau đó thì Gà mới có thể gọi là cho các bạn cái ý kiến review của Gà được. Có một cái điểm là tại vì hôm đó là gần lễ Black Friday đó các bạn, nên là lúc Gà mua cái chai này á thì Gà được tặng thêm rất là nhiều thứ. Một cái chai Miracle Micro Essence nè của Estee Lauder. Cái này thì có dung tích là nhiêu ta, 15ml luôn các bạn, khá là nhiều. Đồng thời thì họ cũng tặng thêm cho Gà một cái chai cũng là Micro Essence luôn, và chai này cũng là 15ml. Thì hai cái này có thể gọi là sử dụng khi mà đi du lịch đồ này nọ nó rất là ok nè. Ngoài ra thì họ tặng cho Gà một chai kem mắt, một cái hộp kem mắt của Estee Lauder thì nó quá nổi tiếng rồi, và trước giờ thì Gà cũng sử dụng rất là nhiều. Thì em kem mắt này nó có tác dụng là làm, đồng thời thì nó cũng không hẳn là nó có tác dụng là làm ngờ mấy cái rãnh đâu các bạn, nó chỉ lấp vào một xíu nó tạo hiệu ứng thôi, và lâu lâu thì nó sẽ có tác dụng là giúp cho cái vùng thâm quầng thâm mắt của mình nó đỡ thâm, nói chung là cũng được. Thì em này là nó họ tặng cho Gà size 5ml, thì bằng 1/3 size lớn ha. Và đồng thời thì đây, họ tặng thêm cho Gà một cây son nude nữa, một cái màu rất là nude luôn. Đây, Gà sẽ thử swatch ra cho mọi người xem. Thì Gà thấy lúc đó họ có thể cho Gà hai lựa chọn, một là màu nude hay là màu đỏ, nhưng cái màu đỏ kia nó chói lòa lắm mọi người, nên Gà nghĩ là màu nude này đẹp hơn, và thật sự màu nude này rất là đẹp. Đây mọi người thấy không, cái màu này thật sự rất là xinh luôn. Ví dụ như mình đánh thì rất là tây,
nên Ngà cảm thấy cái lựa chọn mà chọn cái màu này là chính xác rồi mọi người. Ngà sẽ để link những cái sản phẩm mà Ngà mua được trong video ngày hôm nay dưới description box. Những cái sản phẩm của Sammy Shop là chắc chắn là sẽ có link rồi. Cái Shopee thì Ngà vừa mới check lại cái hũ Tatcha này nè, thì Ngà mới vừa check lại cái link mà Ngà mua trên Shopee thì họ hết hàng rồi. Còn những cái sản phẩm sau này á, từ cái khúc Estee Lauder trở đi á, thì các bạn có thể tìm nó ở Takashimaya. Thì đó, Takashimaya hoặc bất cứ trung tâm thương mại nào bạn nghĩ cũng có thôi. Ok, rồi tiếp theo này các bạn, thì Ngà có mua được một hộp kem dưỡng của Dior. Và hộp này Ngà mua với giá là 2.840.000. Đây là Age Delay Advanced Cream Capture Youth. Thì đây, Ngà có một cái hộp to như vậy là mới mua nha. Hộp này là chưa khui luôn. Hộp này đây, chưa có khui luôn á mọi người, vẫn còn yên nguyên. Tuy nhiên đó là cái hộp này thì Ngà không cần phải khui ra để review với mọi người nữa. Tại vì đây, Ngà cũng có xài đây, Ngà cũng có xài một cái hộp này rồi. Ý hình như hai cái này nó khác nhau các bạn. Chết, lộn rồi, trời tôi ngu quá. Mấy bạn ơi, ê đây, mới đầu Ngà nghĩ là hai cái này nó giống nhau nhưng mà không phải rồi. Á chà, đây xưa giờ thì Ngà vẫn sử dụng cái hộp này. Đây là Capture Total Cell Energy, là cái dòng mà tiết năng lượng cho tế bào đó. Còn cái này là cái dòng Capture Youth, là cái dòng chống lão hóa. Trời ơi, Ngà mua lộn rồi mọi người ơi. Trời ơi, Ngà định mua cái hộp này, tại cái hộp này Ngà xài rất thích. Nhưng mà Ngà mua lộn cái hộp này, chết mất. Đây, hai cái hộp này các bạn. Nhìn nó cũng, sao mình mua vậy ta, một cái là Capture Total còn một cái là Capture Youth mà mình cũng mua lộn được nữa. Trời, cái này là ngu si, tới giờ Ngà mới biết luôn á mọi người. Thì tại vì cái hộp kem này Ngà vẫn còn, tuy nhiên là Ngà mua thêm cái hộp này chủ yếu là để chịu trù á. Nhưng mà nó chết rồi, mua lộn rồi. Thôi thì cái này thì Ngà phải sử dụng, xong rồi Ngà sẽ cho ý kiến review Ngà sau nha. Rồi, tiếp theo là một cái chai này. Cái chai này là chai Essence of Light. Và cái chai này Ngà mua với giá là 1.8. Thì đây là một cái chai toner, một cái chai lotion chứ, gọi là một cái chai lotion của Dior. Nó dòng Essence of Light á mọi người. Tức là nó sẽ có mấy cái hộp kiểu mini vậy nè. Và nó có tác dụng là làm sáng da. Thì hiện tại Ngà cũng đang sử dụng một cái em lotion khác của Dior. Nhưng mà cái em này là dòng Capture Total Cell Energy luôn. Hồi xưa Ngà sử dụng em này trước, 2017-2019 là Ngà xuyên suốt sử dụng em này luôn. Sau đó thì đợt vừa rồi á, thì Ngà có đổi qua em này Ngà xài thử nhưng Ngà thấy không thích bằng. Nên nó là Ngà vẫn mua lại chai này. Chai này thì rất là thích hợp cho những cái bạn nào mà kiểu muốn làm sáng da á. Có nghĩa là muốn có một cái loại lotion nào đó, nó rất là, nó vừa mát, nó vừa có cân bằng được độ ẩm mà nó còn có tác dụng là làm cho da mình tươi hơn xíu, mới hơn xíu. Thì là cái em này thích hợp hơn. Em này thì gọi là nó có tác dụng kiểu chuyên sâu hơn một xíu về cung cấp năng lượng tế bào, nhưng mà Ngà thấy không được á, thì không thấy không có rõ cái công dụng á. Nên Ngà vẫn thích chai này hơn, cực kỳ recommend chai này luôn. Tiếp theo thì Ngà có một cái sản phẩm này, đây là Capture Youth Glow Booster của Dior. Đây là một cái em giống như là em tiền serum vậy đó. Tức là nó không có tác dụng giống như một loại serum, mà nó giống như một cái loại ampoule để mình bôi trước khi mà bôi serum lên để nó boost. Cái tác dụng của serum là một, đồng thời thì nó cũng giống như sao ta, nó cũng có một cái tác dụng riêng của nó. Ví dụ như là em này thì có tác dụng là glow booster, thì thành phần trong này chủ yếu là nó giúp cho da mình căng hơn, mẫn hơn và sáng hơn. Thì là em này hơn. Em này Ngà thấy nhiều người xài lắm rồi, nên là Ngà thấy cũng không có gì cần phải nói nhiều về nó đâu. Căn bản nó là một cái em có cái thành phần trong này thì sẽ có là vitamin C cộng với lại là AHA, nên là chắc chắn nó sẽ có khả năng làm sáng, đồng thời thì nó sẽ tăng cái khả năng tái tạo cho da thôi. Thì thường thường rất là thích hợp kết hợp em này với lại là hai cái em ampoule của Nywishes á. Tại Ngà thấy nó bổ sung cho nhau rất là tốt nha các bạn. Các bạn đừng có nghĩ là ví dụ như là đồ hàng á mà kết hợp với đồ tây á xài không được á, nhưng Ngà thấy là kết hợp qua kết hợp lại thì cũng rất là ok luôn á. Rồi bây giờ tới cái món cuối cùng Ngà mua được trong video ngày hôm nay á, thì đây là em Dior Backstage Face and Body Foundation. Em này thì cũng nổi quá các bạn. Giờ đây cái móc các bạn thấy em này quá nổi rồi không? Có một đợt Ngà thích coi chị Khánh Linh á, chị Khánh Linh The Face á, xong chị cũng hay sử dụng các em kem này nè. Xong từ đó thì Ngà cũng rất là mê em kem này, xài được hai chai luôn á. Nhưng mà sau đó thì tự nhiên Ngà lại đổi qua kem này của Bobbi Brown cả năm nay rồi. Bây giờ thì Ngà thấy là Ngà hết Bobbi Brown thì Ngà mua lại, Ngà vẫn thích cái kem này của Dior hơn. Cái chai này, kem này thì Ngà mua giá là 1.2 triệu à, 1.220 triệu. Thì đây, một em kem nền của Dior. Thường thường em này á, ví dụ như là các bạn mua được đồ ở Sephora á, Ngà thấy nó bán giá tầm 50 đô hả, là tầm bao nhiêu, 850, tầm giá đó hả. Nhưng mà ví dụ như mình mua trong trung tâm thương mại á, thường nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Ngà như không nhớ chắc chắn nha, nhưng mà đó thì Ngà nhớ là ví dụ như các bạn mua ngoài, các bạn có thể mua chai này 900, 800 gì đó, nhưng mà vô trung tâm thương mại thì nó sẽ tầm 1.2 triệu. Nhưng mà mua trong trung tâm thương mại thì nó
cả mẹo hơn đó. Đặc biệt là cái đợt dịch này mà mình không có đi nước ngoài được mua được đó, thì hay vô Takashimaya mua lắm. Thì đó em này nha, độ che phủ của nó là độ che phủ trung bình, nó sẽ mang lại cho mình một lớp nền rất tự nhiên, và đồng thời thì nó làm cho da mình rất là thoáng, và kiểu da càng toát mồ hôi thì cảm giác nó càng glowy càng đẹp á, nên là thấy rất là thích cái finish của em này. Tông thì có ở đây là tông 1 CR Cool Rosy đó, bạn nào mà cùng cái tông như này thì tham khảo cái tông 1 CR nha. Ok, video cả ngày hôm nay đã kết thúc. Hy vọng các bạn thích video, nếu thích nhớ like, subscribe Gali TV nha. Và các bạn hãy subscribe vào đi. Và các bạn hãy cố gắng subscribe Gà, để cho Gà có nhiều subscribers thì Gà sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, xong có nhiều tiền mua đồ hơn, xong có thể làm nhiều hơn cho mọi người xem hơn. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye, và hẹn gặp lại trong những video sau Gali TV. Nếu các bạn chưa follow Gà trên Instagram thì nhớ ghé thăm Instagram Gà ở Instagram Gali TV, ship lại một cái nha. Ok, bye bye các bạn.